toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể gia quyến, cụ Đoàn Thị Xen sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926, quê quán Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình, trú quán tại số nhà 12A, T1, khu đô thị Sibucha, Tây Hồ, Hà Nội. Cụ chuyên làm nghề kinh doanh đã nghỉ. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể, các giáo sư bác sĩ cùng với gia đình hết lòng chăm sóc và cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Cụ đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 7 tháng 11 năm 2022, tức ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại nhà riêng hưởng thọ 97 tuổi. Vô cùng thương tiếc cụ, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2022, tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Phú Thượng, quận Tây Hồ phối hợp với các cơ quan và gia đình tổ chức lễ tang và tiễn đưa cụ, một người mẹ, người bà, người cụ vô vàn kính yêu của gia quyến, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hóa Thân Đoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội. Rồi sau đó, hài cốt của cụ được an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, Ba Vì, Hà Nội. Danh sách ban tổ chức lễ tang cụ gồm: một, ông Hoàng Văn Thơm, đại diện ban công tác mặt trận tổ dân phố; hai, ông Đoàn Công Hòa, đại diện cho dòng họ Đoàn; ba, ông Đoàn Quốc Vương, thay mặt gia đình; và bốn, ông Đinh Trọng Sơn, con trai trưởng, đại diện gia đình; năm, ông Đinh Trọng Thành, con trai thứ, đại diện gia đình. Chương trình lễ tang cụ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, lễ viếng bắt đầu 13 giờ 30 phút. Phần thứ hai, lễ truy điệu lúc 14 giờ 30 phút. Và phần thứ ba là lễ đưa tang. Sau đây, thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, chúng tôi trân trọng tuyên bố lễ viếng cụ Đoàn Thị Xen bắt đầu. Vô cùng thương tiếc cụ Đoàn Thị Xen, ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn các con, các cháu, các chắc của cụ vào kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa đây đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người có, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chỗ xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giang mang dải nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. Kết thúc cùng kết cùng
Thank you.
Trước khi buổi lễ tiễn biệt cụ Đoàn Thị Xen diễn ra, ban tổ chức xin dành ít phút cho sư thầy lên tụng kinh cầu siêu cho cụ. Xin mời sư thầy. Thank you.
Xin mời tất cả quý khách từ các hàng ghế lần lượt đi viếng vòng quanh linh cữu cụ Đoàn Thị Xen lần cuối. Tam quyến đứng đáp lễ đi sau cùng, xin kính mời các vị khách đi trước.
xin mời toàn thể tăng quyến cùng các quý vị hướng lên màn hình chứng kiến nhân viên nhà tang lễ đưa linh cữu cụ Đoàn Thị Xẹt vào phòng hóa thân. Sing.